chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Chị em mình sẽ lại tiếp tục cùng với nhau chia sẻ những kiến thức. Chị tin rằng đây sẽ là những cái kiến thức giúp cho các bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới của chúng mình đấy ạ. Vậy nên nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi, thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nhá, được không nào? Hôm vừa rồi thì chị Hiên có nhắc nhớ cho các bạn về cái cấu trúc đề thi. Đúng không ạ? Học kỳ của lớp 12 thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cấu trúc đề thi học kỳ của lớp 12 thì thường ấy sẽ có những cái phần kiến thức chung sẽ thường xuất hiện nha, bao gồm phần đọc hiểu. Đúng không ạ? Nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội và nghị luận văn học, đúng không ạ? thì hôm vừa rồi chị hiên đã chia sẻ cùng với các em về nhắc nhớ lại những cái nội dung kiến thức phần đọc hiểu ở trong cái buổi đầu tiên mà chúng mình ôn thi học kỳ cùng với nhau rồi đúng không ạ bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với nội dung rất là quan trọng và có lẽ đây cũng là một trong những cái nội dung mà chị thấy rằng là các bạn thường hỏi nhiều nhất khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái đề nào và đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn thấy đề nhá là thường là chúng ta sẽ nhớ tới cái nội dung của cái câu đó đầu tiên ạ à thì ở đây chúng mình sẽ có đó chính là nghị luận văn học các bạn nhá không biết là có bạn nào ở đây đang quan tâm tới những cái đề nghị luận văn học mà các bạn cần phải ôn tập không ạ thế thì nói về cái dạng đề nghị luận văn học mà các bạn đang gặp ở trong cái quá trình ôn thi học kỳ chúng ta sẽ có về mặt cấu trúc đề thì thường nhá sẽ là à, phân tích một cái trích đoạn được không ạ? Có thể là một trích đoạn thơ hoặc là một trích đoạn văn xuôi đúng không ạ? Và từ đó sẽ làm rõ một yêu cầu phụ liên quan đây ạ, đúng không nào? Đây ạ, đây đây chính là à, đây chính là cái cái dạng mà các bạn thường gặp nhất ở thời điểm hiện tại đối với cái đề thi học kỳ và đây cũng là cái cấu trúc đề mà các bạn hỏi chị nhiều nhất kể cả là trong thi khảo sát của các em thì đây cũng là cái dạng đề mà thường được chú ý và quan tâm nhiều nhất được không ạ có bạn nào ở đây mà thường gặp cái dạng này không ạ các em có thể thả tim để chị hiên biết nhé à, chị cũng thấy rằng là đây là một trong những cái dạng mà các bạn thường gặp nhiều ạ và đây là cái dạng mà các bạn cũng hỏi chị là nhiều nhất đấy ạ Ok, ông nào, đây là cái dạng mà các bạn hỏi chị nhiều nhất đấy ạ À, ok, đây chính là cấu trúc đề nhá Bây giờ chúng ta sẽ có về mặt, đó là về bố cục bài viết Cái này rất quan trọng nhỉ Cái này rất quan trọng ạ Bởi vì bản chất ấy, khi mà các bạn đã có bố cục bài viết rồi Thì các bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn ở Trong cái quá trình mà chúng ta viết bài Nhá, trong cái quá trình mà chúng ta viết bài khi mà các bạn viết bài thì các bạn sẽ biết được là à tôi cần viết ý nào trước, tôi cần viết ý nào sau. Đó và từ cái đó thì cũng sẽ uh, giúp cho các bạn có thể xác định được. Đấy từ đó thì sẽ có thể giúp cho các em uh, có thể xác định được về cái uh, gọi là gì ạ? Trước tiên là đảm bảo đúng và đủ nhá, trước tiên là đảm bảo đúng và đủ ạ. Thì chúng ta sẽ có mở bài, thân bài, và kết bài. Ok chưa ạ? Mở bài thì nhiệm vụ quan trọng nhất là phải nêu được vấn đề cần nghị luận. Thân bài đối với cái cấu trúc đề bài này thì chúng ta sẽ có các luận điểm như sau cần phải đảm bảo, bao gồm thứ nhất, luận điểm số 1 đó là tác giả, tác phẩm. Một lát nữa chị sẽ nói ạ, các bạn cứ bình tĩnh nhé. Luật điểm 2 chúng ta sẽ có Đó là chúng ta sẽ cần phải Phân tích cái trích đoạn đó Và nhiệm vụ trọng tâm là Tôi sẽ phải làm rõ về cái giá trị Nội dung và giá trị nghệ thuật à. Được không nào Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật Được không ạ Luật điểm số 3 Tôi sẽ khái quát đặc sắc Được không ạ Khái quát đặc sắc nội dung nghệ thuật Từ cái phần mà tôi vừa phân tích Ở phía trên và luận điểm số 4 thì tôi sẽ đi làm gì đây hả các bạn? À, tôi sẽ đi làm rõ cái yêu cầu nâng cao. Có nhiều bạn hỏi chị Hiên rằng là khi mà làm bài nhá và kết bài thì chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề. Khẳng định lại vấn đề và chúng ta sẽ à, nêu ra những cái cảm nhận cá nhân để tạo dư ba cho bài viết. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý này Sẽ có những cái câu hỏi như sau mà chị Hiên thường gặp khi mà các bạn hỏi chị này Câu hỏi thứ nhất Đó là cô giáo em nói rằng là không cần phải luận điểm số Không cần phải có luận điểm số 1 này Bởi vì là nó sẽ khiến cho bài viết dài dòng ạ có bạn nào có bạn nào viết mà bây giờ không có luận điểm số 1 không ạ? Có nghĩa là các bạn sẽ viết luôn. Được không nào? À, các bạn sẽ viết luôn. Đó, các em sẽ tập trung là là viết luôn thôi. Đấy, chứ các bạn không đi vào mở bài bằng tác giả tác phẩm luôn. Và các bạn sẽ không viết cái luận điểm số 1 này nữa. Đây là cái câu hỏi đầu tiên nha. Thì chị mới nói với các bạn là như thế này này. Về bản chất ý, thì nó sẽ chỉ khác nhau ở cái hình thức trình bày thôi. Có nghĩa là sẽ có nhiều bạn đưa hết những thông tin về tác giả tác phẩm lên trên phần mở bài thì chị cho rằng là như vậy thì nó sẽ hơi ôm đồm và khiến cho cái mở bài của chúng ta không có nhiều cái sức sáng tạo để chúng ta có thể bung đâu ạ bởi vì bản chất là bây giờ các bạn đã ôm hoàn toàn thông tin và tác giả thông tin tác giả tác phẩm lên trên phần mở bài rồi thì bằng ấy dung lượng cũng đã đủ để viết mở bài rồi thế thì cái sự độc đáo và sáng tạo của các bạn thì sẽ nằm ở đâu đúng không ạ mà trong khi chúng ta thấy rằng là phần mở bài của chúng ta thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất là phải nêu được vấn đề cần nghị luận. Đương nhiên, khi chúng ta viết mở bài nghị luận văn học đối với dạng bài văn thì bao giờ các bạn cũng sẽ thường là lựa chọn mở bài gián tiếp, đúng không? Thì ở trong cái mở bài gián tiếp này bao giờ cũng sẽ một có một cái phần đó là phần dẫn dắt. Dẫn dắt cộng đặt vấn đề ạ. Đặt vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dựa vào gì? Đề bài. Nhưng phần dẫn dắt là phần mà các bạn có thể sáng tạo mà. Đúng không ạ? Phần 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 dẫn dắt là phần các em hoàn toàn có thể sáng tạo mà Thế nhưng mà các bạn có thể thấy một điều rằng là Bởi vì chúng ta đã nghiễm nhiên nghĩ rằng Là tôi sẽ đưa tất cả những cái thông tin về tác giả tác phẩm Lên trên phần mở bài rồi Thế nên tôi cũng chẳng cần nghĩ sáng tạo thêm gì Trong cái lời dẫn của mình cả Thì như vậy chị cho rằng là nó sẽ làm mất đi Cái tính sáng tạo và sự ấn tượng của bài viết Đặc biệt đối với một phần quan trọng giống như mở bài nó giống như việc là chúng ta đang mở ra một cái cánh cửa để chúng ta đi vào một cái thế giới diệu kỳ và chính bản thân chúng ta sẽ là người dẫn dắt người đọc tới cái thế giới diệu kỳ đó thì cái cánh cửa đó nó đã không được đẹp rồi đúng không ạ thì người ta cũng không có một cái gì để người ta hấp dẫn chúng ta ở cái đấy cả thế nên chị thì chị cho rằng là nó không phải là đúng hay sai ạ mà là sẽ là khác nhau ở cách trình bày nếu như bây giờ cái phần luận điểm về tác giả tác phẩm tôi đẩy xuống trở thành luận điểm đầu tiên của phần thân bài thì rõ ràng tôi sẽ có nhiều cái không gian hơn để tôi viết và trong cái không gian đó thì tôi cũng sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn phải không ạ à đúng không nào tôi sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn à, làm được nhiều thứ hơn ở những cái phần về tác giả tác phẩm này tôi sẽ có thể nói được nhiều thứ hơn và từ cái việc tôi nói được nhiều hơn như vậy thì rõ ràng là gì ạ à thì rõ ràng là nó cũng sẽ giống như trở thành một cái lý luận nó rất hợp lý bởi vì các em biết rằng là à, mỗi cái tác phẩm ra đời thì nó sẽ đều liên quan mật thiết tới người viết ra nó và thời điểm nó ra đời đúng không ạ tức là liên quan mật thiết tới tác giả và tác phẩm vậy thì rõ ràng ở đây là nếu như chúng ta viết được những cái nội dung thông tin về tác giả tác phẩm ở đây thì nó sẽ trở thành một cái chất lý luận để một lát nữa đi lý giải rất hợp lý cho việc rằng tại sao tác giả lại viết về nội dung như vậy và tại sao cái nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác giả lại lại là như vậy, đúng không ạ? Thế thì ở đây chị muốn lý giải cái phần đầu tiên như thế để các em lưu ý rằng là có nhiều trường hợp các bạn đưa hết những cái phần mà mở bài, các bạn đưa hết thông tin về tác giả và tác phẩm nó không phải là đúng hay sai Và như chị nói ở đây là Nó phù hợp hay không phù hợp Và các bạn làm thế nào Để các bạn lựa chọn nó để cho nó phù hợp hơn thôi Ok chưa ạ? Thì chúng ta sẽ chú ý cái vấn đề đấy giúp cho chị nhá Được không? Các bạn sẽ chú ý cái vấn đề đấy giúp cho chị nhá Thì ở đây chúng ta sẽ có Đó chính là phần à, Phần luận điểm số 1 và phần mở bài ạ Ngoài ra thì cũng sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng Đó là em cần khái quát đặc sắc nội dung nghệ thuật trước hay là em cần làm rõ yêu cầu nâng cao trước thì ở đây chúng ta có thể thấy là các bạn viết như thế nào cũng được các em làm rõ yêu cầu nâng cao sau đó các bạn khái quát đặc sắc cũng được mà các bạn khái quát đặc sắc sau đó các bạn làm yêu cầu nâng cao cũng được như chị đã nói là nó chỉ khác nhau về cái hình thức trình bày thôi ạ còn các bạn sẽ tự cảm thấy là cái cách nào là cách hợp lý của các em thì các em sẽ chủ động sử dụng các bạn nhá ok chưa thì ở đây là chị có đưa cho các bạn à, những cái cái câu hỏi mà thường gặp nhất đối với cái dạng đề này ạ à. đó ok chưa ạ rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục nha ở đây các em có thể nhìn thấy ạ chị có một cái biểu mẫu những cái bài văn tham khảo về khá là nhiều các cái dạng đề khác nhau và ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là những cái dạng đề mà gì ạ à? đây là những cái dạng đề mà khá là thường gặp ạ à. đây là những cái bài văn tham khảo ạ à. thì ở đây các bạn có thể thấy là đối với cái giới hạn vấn đề nhá về mặt giới hạn vấn đề. Trong văn nghị luận, hiện tại các bạn thi theo chương trình cũ thì chúng ta vẫn sẽ thi vào các tác phẩm trong sách giáo khoa, đúng không? Và có lẽ những cái tác phẩm mà các bạn đang quan tâm nhiều nhất sẽ bao gồm Thứ nhất, trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm Thứ hai, Trích đoạn bài thơ, chị xin lỗi ạ, bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thứ ba, à, tùy bút Người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và thứ tư, đó là gì ạ? Đó là ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Được không nào? thì chúng ta có thể thấy ở đây giúp cho chị nhá đó là các bạn sẽ có đây là các cái giới hạn vấn đề ạ đây là giới hạn vấn đề nhá được chưa ạ đây là giới hạn vấn đề thế thì về bản chất thì các em có thể thấy là nếu như mà vào thơ ấy thì người ta sẽ thường cho các đoạn thơ đúng không ạ người ta sẽ chưa thường cho các đoạn thơ còn nếu vào văn xuôi thì thường là người ta cũng sẽ cho các đoạn văn bình thường thôi thế thì bây giờ sẽ đang có hai vấn đề đó là một là thơ và hai là văn xuôi ạ thì không biết là các bạn muốn là uh, các em muốn là chúng mình sẽ sẽ khám phá cái phần nào đây ạ không biết là các bạn muốn là chị sẽ khám phá cái phần nào cho các em đây ạ nào các bạn muốn là chúng ta sẽ cùng với nhau tập trung vào phần nào ạ nào chúng ta sẽ tập trung vào thơ hay là chúng ta sẽ tập trung vào vào văn xuôi đây ạ chúng ta sẽ tập trung vào thơ hay chúng ta sẽ tập trung vào văn xuôi ạ các bạn muốn là chúng ta sẽ tập trung vào phần nào ạ à bắt đầu thấy có 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 gọi là ý kiến khác nhau rồi đấy ạ à. người thì văn xuôi đi ạ à, người thì thơ đi ạ à, à sóng vào đất nước ạ à. ok thế thì chúng mình sẽ xem một chút xíu nhá chúng ta sẽ cùng xem một chút xíu để xem là các bạn muốn là chúng ta sẽ tập trung vào cái gì ngọc nhi cả hai ạ à. sóng vào đất nước à xem chừng là thơ đang được ưu ái hơn đấy ạ à. xem chừng là thơ đang được ưu ái hơn ạ à. Thế thì có lẽ là chị sẽ cùng với các bạn uh, hôm nay trong buổi ngày hôm nay, buổi ôn ôn tập học kỳ số 2 thì chúng mình sẽ uh, tập trung vào vào thơ trước được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ tập trung vào văn xuôi. Các bạn có đồng ý là như vậy không ạ? Được không được không ạ? Ok ạ, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng ôn nhá. Rồi. Chúng ta sẽ cùng ôn phân tích thơ trước. Ví dụ chúng ta có một cái đề bài ở đây đó là cảm nhận của anh chị về những đoạn thơ sau và các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có 5 đoạn thơ đầu trong bài thơ sóng đây một cái mở bài này chị nghĩ rằng đây là một cái mở bài mà các em có thể dùng luôn không cần phải sửa cái gì cả có thể dùng luôn ạ à. nếu như ngày mai ngày kia sang tuần các bạn thi vào bài thơ sóng các em nhá đây chúng ta có mở bài như thế này về bài thơ sóng ạ à tôi vẫn còn nhớ như in có một bận, Xuân Diệu đã từng thủ thì trong tác phẩm của mình. Thay vì chúng ta viết rằng là gì ạ, Xuân Diệu đã từng viết, Xuân Diệu đã từng nói thì ở đây giống như kiểu là chúng ta làm nó dường như là cá nhân hóa đi về cái cảm nhận của bản thân mình. Đôi khi cái sự khác biệt nó nằm ở việc chúng ta dùng từ ngữ chỉ cần khác đi một chút thôi ạ, là tự nhiên bài viết của chúng ta cũng đã khác đi một chút rồi. Nhá. Thì ở đây thay vì việc nói rằng Xuân Diệu đã từng viết, Xuân Diệu đã từng nói, Xuân Diệu đã từng viết trong tác phẩm thì chị Hiên dùng cách đó là gì ạ? Tôi vẫn còn nhớ có như tôi vẫn còn nhớ như in có một bận Xuân Diệu đã từng thủ thì trong tác phẩm của mình. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? à có nghĩa là tôi đã từng đọc những phần thơ của xuân diệu và tôi nhớ những cái phần thơ đó của ông ấy đúng không ạ à? tôi nhớ những phần thơ đó của ông ấy và bây giờ à tôi tôi uh, gọi là bộc bạch lại cái tiếng lòng của mình sau khi đọc những cái phần thơ đấy Xong bắt đầu dẫn vào chúng ta thấy rằng là hai câu thơ này là muốn gợi nhắc về gì gợi nhắc về tình yêu đúng không đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta viết con người ta vẫn thường vì tình yêu mà si mê nhiều như thế Thường người thường đã vậy, thi sĩ hẳn sẽ nhạy cảm hơn. Đó cũng là lý do vì sao giữa muôn nẻo thơ ca Việt Nam, những bài thơ viết về tình yêu, những nhà thơ viết về tình yêu vẫn thường được bạn đọc chú ý bằng cái nhìn đầy chiều mến. Và bài thơ sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng là một tác phẩm như vậy. Đọc thi phẩm này, điều động lại trong lòng mỗi độc giả không chỉ là tình yêu thủy chung, khát vọng hóa thân của hình tượng sóng hay cũng là hình tượng em mà còn gây ấn tượng về những thông điệp mới mẻ trong tình yêu mà Xuân Quỳnh đem lại. Điều đó được thể hiện rất rõ trong năm khổ thơ đầu. Các em có thể trích chấm chấm năm khổ thơ đó ra. Ok chưa ạ? Các bạn ơi, các bạn nắm được không? Đây là một cách rất đơn giản, tức là chúng ta sẽ đi từ đề tài và cụ thể là chúng ta sẽ đi từ đề tài tình yêu nếu không thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động đi từ thông tin về xuân quỳnh đúng không ạ có một nhà thơ đã từng tâm sự đúng không ạ hai chấm và trong em sẽ chẳng còn anh được không ạ hay là chúng ta có thể nói là gì ạ khi được hỏi về cảm xúc nếu như phải dừng lại sự nghiệp viết thơ có một nữ nhà thơ đã từng tâm sự và trong em sẽ chẳng còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Và nữ thi sĩ đưa ra lời tuyên ngôn đó chính là Xuân Quỳnh, người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Trong suốt cả chặng đường dài viết thơ và làm báo, Xuân Quỳnh đã đem tất thảy những khao khát tình yêu, những mong muốn bình dị vào trong những thi phẩm của mình để rồi tiếng thơ chân thành đằm thắm ấy cứ mãi gây ấn tượng trong lòng bạn đọc. Trong số đó, phải kể đến sóng, bài ca tình yêu tuổi trẻ của Xuân Quỳnh. Để lại ấn tượng với bạn đọc là năm khổ thơ đầu với những cảm xúc trong tình yêu mà Xuân Quỳnh đem lại. Ví dụ thế, các bạn ơi các bạn hiểu ý chị không ạ? Nhá, được không, được không? Quá đơn giản. Với cái phần hướng dẫn của chị ở đây thì Chả có lý do gì mà các bạn lại không viết được mở bài và chuẩn bị được mở bài cho cái thi phẩm sóng của Xuân Quỳnh Các em đã nắm được chưa? Rất đơn giản đúng không? Phần mở bài rất đơn giản đối với chúng mình đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thân bài nhé Như sau Luận điểm số 1 Chị thấy là cái luận điểm số 1 này nếu như mà trong cái khả năng mà các bạn có thể phân tích kỹ được đến như thế này Thì các em mới viết luận điểm 1 như thế này còn nếu mà các bạn cảm thấy là cái phần thân bài mình sẽ viết ngắn hơn thì mình cũng phải cân đối luận điểm 1 mình không nên quá tham lam không nên quá dài dòng các bạn nhá thì ở đây trong luận điểm số 1 như chúng ta đã nói là tác giả tác phẩm thì các bạn hoàn toàn có thể viết như sau hoặc là các bạn sẽ đưa ra những cái thông tin về tác giả mà các em viết biết hoặc là các bạn sẽ đưa ra những cái nhận định về bài thơ đó mà các bạn biết ví dụ nhá ở đây thì với cái với cái cách viết luận điểm số 1 này chị có thể linh hoạt để triển khai thành hai cách luôn. Thế thì hai cách đó là hai cách nào thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé Ok ạ, à, các em ơi nhớ nhớ đặt báo thức nhá. Chị đã nói rồi ạ. 24 giờ ngày hôm nay săn sách 1000 cùng với săn sách 1k cùng với học văn chị Hiên ạ. Và số lượng sách 1k thì chỉ có hạn. Vậy nên là chị mong là đối với những bạn nào đã nắm được thông tin này thì các em sẽ để ý để một lát nữa bây giờ đã là 8 rưỡi rồi sẽ chỉ còn khoảng tầm 3 tiếng rưỡi nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức mở đơn đăng ký săn sách một k ạ. Hy vọng là các em sẽ săn được những cuốn sách thật là ưng ý nhá. Ok không? À? Rồi, luận điểm 1B chị triển khai thành hai cách dựa trên một cách này nhá. Như sau ạ, à? cách thứ nhất. Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Những dòng thơ của tác giả thể hiện trái tim phụ nữ đôn hậu chân thành, với lòng vị tha cùng khát vọng sống, khát vọng yêu mãnh liệt, luôn gắn liền với những sự càng lo âu. Với chị, mỗi dòng thơ hệt như là những dòng nhật ký bỏ ngỏ xuất phát từ trái tim về những khát khao, những suy nghĩ của người phụ nữ khi đứng trước bao lo toan hạnh phúc đời thường, để rồi, sống lặng lẽ đi vào lòng người như một nốt nhạc xanh giữa thời kỳ lửa cháy. Tác phẩm là bài thơ đặc sắc viết về đề tài tình yêu được sáng tác vào một ngày cuối năm, năm 1967, trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Bài thơ được in trong tập Hoa dọc chiến hào, được không ạ? Xuất bản năm 1968. Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt và bài thơ này cũng đã thể hiện cho sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Ví dụ thế, được không ạ? Được không nào? Thì đấy là cái cách đầu tiên nhá Có nghĩa là các bạn thấy đấy Là ở trong cái cách này thì chị Hiên còn có một cái dẫn Một cái nhận định của tiến sĩ Chu Văn Sơn nữa Thì đây là cái cách hai chị Hiên sẽ triển khai này Vậy thì các bạn có thể thấy là chỉ từ một tài liệu thôi Nhưng nếu bản thân các bạn biết linh hoạt Thì các em sẽ có thể viết được rất nhiều những cách hay ạ Ở đây ví dụ chúng ta có nhé Bàn về thơ của Xuân Quỳnh tiến sĩ Chu Văn Sơn từng nhận định. Thơ Xuân Quỳnh là thơ của một cánh chuồn chuồn bay tìm chỗ nương thân trong nắng nôi sông bão của cuộc đời. Và quả thực là như vậy. Với những với chị, mỗi dòng thơ hệt như những dòng nhật ký bò ngỏ xuất phát nơi trái tim về những khát khao, những cảm xúc, những suy nghĩ lo âu của người phụ nữ khi đứng trước bao lo toan hạnh phúc đời thường. Để rồi sóng ra đời, lặng lẽ đi vào lòng người như nốt nhạc xanh giữa thời kỳ lửa cháy. Tác phẩm được viết vào một ngày cuối năm, năm 1967, trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Xiêm Điền của tỉnh Thái Bình. Bài thơ được in trong tập Hoa dọc chiến hào, xuất bản năm 1968. Đặt bài thơ và hoàn cảnh ra đời, có thể thấy, đây là thời điểm Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cảm xúc đầu tiên trong tình yêu và bài thơ ấy cũng ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Nó thể hiện cho sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Ví dụ thế. Được không ạ? Đấy là cách số 2. Dễ không? Các em ơi, nếu như các bạn đã xem những cái phần chữa này một lần rồi thì chị nghĩ là đối với những cái đề này các em gặp lại không có lý do gì mà các bạn lại không thể làm được. Chị nghĩ vậy ạ. Nó không hề khó đâu ạ. Cái quan trọng là bây giờ các bạn cần phải nắm được thứ nhất là phương pháp làm bài, thứ hai là kiến thức nền, thứ ba các bạn rèn luyện cái sự diễn đạt. Và một trong những cái cách rèn luyện cái sự diễn đạt đó là các bạn hãy đọc nhiều lên để các bạn học hỏi những cái cách diễn đạt hay nhá, để các em có thể học hỏi những cái cách diễn đạt hay và từ những cái cách diễn đạt hay đó thì các em cũng có thể lồng ghép vào trong gì ạ các bạn cũng có thể lồng ghép vào trong uh, cái phần viết của mình để làm cho cái phần viết của mình trở nên ấn tượng hơn ok không nào Nha? rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần phân tích thì các bạn có thể thấy là cái phần phân tích này đề bài đưa ra là năm khổ thơ đúng không ạ à, cô có làm về sông đà và sông hương không thế thì nhi trần ơi tí nữa 24 giờ ngày hôm nay là em tức là 3 tiếng rưỡi nữa là em phải săn bằng được cho chị cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nha Nhi Trần nhá. Hôm nay có deal 1k đấy ạ, tức là mua sách chỉ với giá 1k thôi. Ở trong cái cuốn đó có rất nhiều đề về sông Đà và sông Hương và cụ thể là những cái đề mà phân tích trích đoạn luôn, tức là những cái đề mà các bạn đang cần luôn. Nên chị rất hy vọng là em có thể săn được cái cuốn đó để nó trở thành một cái nguồn tài liệu phong phú và dồi dào để em có thể học cách, được không ạ? Phân tích về sông Đà và sông Hương thông qua thông qua các đoạn trích em nhá, được không ạ? Rồi, thế thì ở đây chúng mình sẽ có này, ví dụ như phân tích cái đoạn thơ đầu này. Thì đoạn thơ đầu này sẽ là gì nhỉ? À, những cái thông điệp. À, thông điệp mới mẻ trong tình yêu được gửi gắm qua những hình ảnh đối lập phải không ạ thông điệp tình yêu mới mẻ gửi gắm qua những hình ảnh đối lập và cụ thể cái bố cục chúng ta sẽ chia là hai 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 câu thơ đầu là gì hai câu thơ đầu là về gì ạ là cái những trạng thái đối cực trong tình yêu hai câu thơ sau là gì hai câu thơ sau là thông điệp mới mẻ trong tình yêu đúng không ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá ở đây chúng ta sẽ có à, chúng ta sẽ phân tích luôn Nhá, chúng ta sẽ phân tích luôn Đấy, chúng ta bắt đầu Nhà thơ Xuân Quỳnh đã mở đầu tiếng thơ của mình Bằng việc đưa ra những trạng thái đối, đối lập nơi con sóng Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể Bắt đầu bắt đầu phân tích, được không ạ? Trong khổ thơ này, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối lập Với các cặp từ dữ dội, đối lập với dịu êm, ồn ào đối lập với lặng lẽ là biểu hiện rõ ràng nhất cho những trạng thái đối cực của con sóng ngoài đại dương tức là gì nêu ra được cái ý đầu tiên đấy đúng không nêu ra được cái ý đầu tiên ạ khi trời yên bề lặng sóng dịu êm lặng lẽ khi phong ba bão tố sóng dữ dội ồn ào và những trạng thái đối cực của con sóng luôn luôn song hành cùng với nhau đúng không ạ đó và chúng ta cũng có thể hiểu là gì? Những trạng thái đối cực của con sóng ở đây, đấy chỉ là cái lớp nghĩa, lớp nghĩa ở phía bên trên thôi. Còn lại, cái phần nghĩa mà nó chìm ở phía bên dưới ấy thì các bạn cũng cần phải khám phá, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là cái nghĩa chìm ở phía bên dưới thì sẽ là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là những trạng thái đối cực trong tình yêu này, những trạng thái đối lập của người con gái khi yêu này và gì nữa nhỉ? gì nữa nào và đó chính là cái sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài của người con gái đúng không ạ thì ở đây chúng ta có thể thấy nhá chúng ta sẽ bắt đầu viết tiếp những trạng thái đối cực của con sóng cũng chính là những trạng thái đối lập trong tình yêu phải không nào à, khi bước vào tình yêu thì con người sẽ trải qua những cung bậc trạng thái cảm xúc vui buồn hạnh phúc khổ đau tất cả những cảm xúc đó sẽ khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy tình yêu luôn mới mẻ và địa hạt bình và địa hạt tình yêu không biết từ bao giờ đã trở thành một địa hạt vô cùng hấp dẫn thôi thúc sự kiếm tìm. đúng không ạ bên cạnh đó chúng ta cũng có thể hiểu những trạng thái đối cực ấy chính là những sự đối lập trong chính người con gái khi bước vào tình yêu khi yêu người con gái có thể vui ngay đấy nhưng cũng có thể buồn ngay đấy có thể giận hờn ngay đấy nhưng cũng có thể hạnh phúc ngay đấy và tất cả những cung bậc cảm xúc tình yêu ấy quả thật rất diệu kỳ bởi một lẽ vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng uh, liên hệ thêm đối với uh, một cái câu đoạn thơ một cái bài thơ đúng không ạ đó là gì em bảo anh đi đi xanh không dừng lại Em bảo anh đừng đợi, xanh vội về ngay Lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt sâu Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt sầu Được không ạ? Đấy thì các bạn có thể, các em có thể gì ạ? Các bạn có thể uh, sử dụng thêm cái đoạn thơ đó để liên hệ mở rộng nha Và đây chúng ta có thể viết thêm ạ Ý thơ chưa dừng lại ở đó Bởi nội tâm của người phụ nữ vốn dĩ sâu sắc hơn những gì ta tưởng tượng Hai câu thơ này còn diễn tả sự yếu đuối tất yếu bên trong của người phụ nữ Khi có sự mạnh mẽ che phủ bên ngoài Suy cho cùng, sau tất cả những hì nộ ái ố của cuộc đời Những trái tim ấy vẫn thuộc vẹn, vẫn thuộc về trọn vẹn tâm hồn phải yếu Ví dụ như vậy có nghĩa là mình phân tích xong hai câu thơ đầu tiên Thế thì từ hai câu thơ đầu tiên này mình mới chuyển sang phân tích hai câu thơ tiếp. Đúng không? Đúng không nào? À, từ sự phát hiện những cái trạng thái đối lập của con sóng cũng là những trạng thái đối lập trong tình yêu thì ta thấy Xuân Quỳnh đã đưa ra một thông điệp mới mẻ Sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bè Đúng không ạ? Những hình ảnh xuất hiện liên tiếp Đó là sông chỉ giới hạn chật hẹp Bể là biển, là đại dương, chỉ giới hạn rộng lớn. Theo định theo định luật thông thường, thì trăm suối sẽ đổ về một sông, trăm sông đổ về biển lớn. Và con sóng không chấp nhận giới hạn chật hẹp, nhỏ bé của sông. Sóng chuyển mình ra biển lớn để tìm về đại dương, tìm đến nơi mình thuộc về. Ở hai câu thơ này, mạch sóng như bứt phá ra khỏi một không gian chật hẹp để tìm đến những điều lớn lao và cũng giống như trái tim tình yêu của người phụ nữ vượt qua những giới hạn nhỏ bé tầm thường để tìm đến với tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình có thể thấy rằng đây cũng chính là một trong những nét hiện đại trong thơ xuân quỳnh cũng là một góc nhìn một quan niệm mới mẻ về người phụ nữ dám đấu tranh vì tình yêu vượt qua những thứ lễ giáo phong kiến để đến với hạnh phúc đích thực của cuộc đời xong bắt đầu mình có thể liên hệ mở rộng một buổi nào đó nếu có thời gian và các em hứng thú chị cũng sẽ nói sâu hơn cho các bạn rằng liên hệ mở rộng hay nói cách khác là cái thao tác so sánh văn học để làm gì nhiều bạn chưa biết đâu ạ nhiều bạn cứ nghĩ rằng là so sánh văn học là là tôi đưa những cái đưa những cái gì tôi đưa những cái gọi là kiến thức ngoài sách giáo khoa vào thì đấy là so sánh văn học đương nhiên hiểu theo cái nghĩa đó cũng đúng nhưng về bản chất ấy, là chúng ta có thể hiểu theo nhiều cái cách khác nhau và sẽ có một cái cách hiểu chính xác về cái thao tác so sánh văn học này chị hy vọng là nếu các bạn cảm thấy là ok thì các em có thể thả tim thì ở đây chúng ta sẽ liên hệ mở rộng này nếu như trong bài thơ hương thầm nhà thơ phan thị thanh nhàn từng viết giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trận bên ấy có người bên ấy có họ ngồi im không biết nói năng chi mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối để rồi họ chia tay mà chẳng dám nói với nhau điều gì còn xuân quỳnh thì không như vậy chị luôn quan niệm không chỉ riêng người đàn ông mới có thể chủ động trong tình yêu mà người phụ nữ cũng vậy phải chủ động tìm đến tình yêu để sống được là chính mình đây chính là thông điệp mới mẻ mà xuân quỳnh muốn gửi gắm đến bạn đọc qua khổ thơ này được không ạ ngoài ra nếu mà liên hệ mở rộng thêm thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái câu thơ của xuân quỳnh để thể hiện cái sự mới mẻ đó không biết các bạn có biết không đó là tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sau phả phách ngàn đời, vẫn là lượng phù sa. Đấy cũng là một cái đoạn thơ rất là hay mà thể hiện cái sự phá cách trong suy nghĩ của Xuân Quỳnh, trong quan niệm của Xuân Quỳnh. Nhá, trong suy nghĩ của Xuân Quỳnh, trong quan niệm của Xuân Quỳnh ạ. Hy vọng là các bạn sẽ cố gắng gọi là để cho mình có được nhiều những cái kiến thức À, gần với những cái tác phẩm trong chương trình để chúng ta có thể sử dụng linh hoạt ạ sau khi phân tích khổ một thì các bạn sẽ tiếp tục phân tích khổ 2 khổ 2 là khổ nói về gì khát vọng tình yêu đúng không ạ và khổ này thì chúng ta sẽ chia bố cục không chia bố cục nhỏ hơn mà chúng ta sẽ phân tích bốn câu luôn chúng ta sẽ phân tích thán từ ôi này hình ảnh con sóng của ngày xưa ngày sau con sóng của quá khứ của hiện tại đúng không ạ để rồi đi đến với một cái kết luận đó là gì đó là khát vọng tình yêu là khát vọng không phải là khát vọng của riêng một ai mà đó là khát vọng của bạn của tôi của chúng ta của quá khứ hiện tại và muôn đời sau đúng không phải không ạ chúng ta đi đến với một khát vọng đấy ạ chỉ cần trong trái tim của những người trẻ vẫn còn đập những nhịp bồi hồi thì khát vọng tình yêu sẽ là khát vọng trường tồn mãi mãi đó ok chưa được không? Hiểu không? Nhất trí không? Được không ạ? À? Nha, rồi thì đấy là khổ 2 Sau đó các em sẽ phân tích khổ 3 và khổ 4 Khổ 3 và khổ 4 thì sẽ được ghép liền với nhau Và nội dung của nó sẽ là Cuộc truy tìm căn nguyên của con sóng Nhưng cũng là cuộc truy tìm căn nguyên của tình yêu Thì các bạn cũng sẽ chia Là phân tích khổ 3 xong Thì sẽ phân tích khổ 4 Được không ạ? À? Và cuối cùng sẽ là cái khổ thứ 5 Đấy, đó là nỗi nhớ trong tình yêu Thì mình sẽ thấy rằng cái khổ này là một cái khổ thơ rất đặc biệt nha Và chị cũng thấy là cái khổ thơ thứ năm này là một cái khổ thơ mà rất thường xuyên xuất hiện trong các đề thi ạ Có lẽ là bởi vì khi chúng ta nhìn vào bài thơ sóng Thì khổ thơ thứ năm này đã mang một cái ấn tượng rất đặc biệt khi mà chúng ta thấy nếu như các khổ thơ khác chỉ có 4 câu thôi Thì khổ thơ này lại được mở rộng biên độ tới 6 câu và khổ thơ này cũng nói về một cái cung bậc trạng thái cảm xúc rất là đặc biệt trong tình yêu, đó chính là nỗi nhớ, đúng không ạ? À tình yêu thì cội nguồn của tình yêu thì sẽ bắt nguồn từ nỗi nhớ. Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ. Một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu, bởi mấy ai yêu mà không một lần thương nhớ? đúng không ạ? Và những câu thơ của Xuân Quỳnh đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất của trái tim tình yêu mang theo một thông điệp sóng nhớ bờ và em nhớ anh. Để xong bắt đầu mình phân tích các ý ở đây. Ý đầu tiên là biên độ của khổ thơ thì được mở rộng từ 6, từ 4 câu thành 6 câu với mục đích là có thể diễn tả cho thỏa cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ. Một nỗi nhớ bao trùm không gian choáng cả thời gian. Đúng không ạ? À, đúng không ạ? và chúng ta có thể thấy là gì nào một cái nỗi nhớ xuất hiện cả trong ý thức tiềm thức và cả trong vô thức đúng không ạ đó và chúng ta có thể liên hệ mở rộng thêm với một cái bài thơ cũng rất nổi tiếng của xuân quỳnh thuyền và biển những ngày không gặp nhau biển bạc đầu mong nhớ những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau tràn vỡ đó chúng ta có thể liên hệ thêm ạ sau đó đánh giá về đặc sắc nội dung và đặc sắc nghệ thuật và cuối cùng kết bài đó nhận định về bài thơ sóng giáo sư trần đình sử có viết sóng là một bài thơ về tình yêu có hàng trăm dáng vẻ của thơ tình yêu thơ tỏ tình thơ mong nhớ thơ hoài niệm thơ đau khổ vì thất tình sóng là bài thơ giải bày và chiêm nghiệm quả thực là như vậy từ cấu tứ của bài thơ cách gieo vần nhịp sử dụng hình ảnh và đôi khi còn bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ chỉ với năm khổ thơ đầu như xuân quỳnh đã đưa người đọc đi khám phá những cung bậc của cảm xúc tình yêu để người đọc thêm một lần nữa chìm đắm và suy ngẫm về tình yêu của chính mình và cũng bởi vì như thế sóng đã tự nhiên trở thành tiếng hát tiếng lòng của biết bao nhiêu người trẻ khát sóng khát sống khát yêu hệt như xuân quỳnh xong rồi nếu mà hay hơn á thì chị thấy là các bạn có thể sử dụng những cái đoạn thơ đúng không ạ các bạn có thể sử dụng những cái đoạn thơ mà xuân quỳnh viết cũng về tình yêu đấy để kết lại đúng không ạ và có lẽ với sóng xuân quỳnh đã có cơ hội để trải bày tiếng yêu của chính mình một tiếng yêu trẻ trung và sôi nổi một khát vọng mà xuân quỳnh cho rằng ngay cả khi mình không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa thì mình sẽ vẫn tiếp tục yêu hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi ví dụ thế các em hiểu không ạ đấy là cách làm cho cái phần viết của mình hay hơn ạ có rất nhiều bạn hỏi chị yên là làm thế nào để viết hay hơn thế thì chị cũng bảo các bạn luôn là các bạn hãy tham gia khóa học luyện đề của chị đi Hiện tại học phí đang rất là tốt Rất là tốt luôn ạ 5 tháng học mà chỉ có học phí là 999k thôi Tức là tính ra chỉ có 200.000 một tháng thôi ạ Rất là tốt mà ở đó thì các bạn có quá nhiều thứ Nên là chị nghĩ là không cần phải nói nhiều về cái này nữa ạ. Các bạn quan tâm thì các bạn sẽ nhắn hỏi nhá Bây giờ vẫn đang còn ưu đãi tốt Nếu mà cảm thấy phù hợp thì tham gia được không nào các em ơi ở đây chị cũng có rất nhiều những cái bài văn mẫu ví dụ như đối với người lái đò sông đà chị có rất nhiều bài này sông hương này hay là đất nước này hay là việt bắc hay là tây tiến này